Rồi okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con điện thoại của shop và có mã là Acode R6. Thì cái cấu hình chi tiết ấy, các bác có thể tra Google để mà nắm rõ hơn. Tuy nhiên em chỉ giới thiệu qua cái cấu hình cơ bản nó như này. Thì nó đang chạy con chip là 888 và RAM là 12, bộ nhớ trong là 128 GB. Cái màn hình của con này nó có tần số quét lên đến 240 Hz, có thể đây là cái tần số màn hình cao nhất hiện tại bây giờ và cái độ phân giải của con này nó sẽ gần đến 2k các bác nhé và cái độ sáng của con này nó lên đến 2000 nit tuy nhiên ấy, thì em thấy là 2000 nit trên con này em cảm giác là nó cũng sáng vừa vừa vậy không đến nỗi nó sáng kinh quá tại vì em đang dùng con S23 Ultra thì thấy nó có sáng hơn nhiều đấy thì cũng không biết là có thể em chưa chưa biết cách tinh chỉnh gì đấy thì nói chung là ra ngoài sáng thì ông vẫn bình thường chẳng sao cả được cái là con này nó làm cái camera trước để nó là đục lỗ và các cạnh bên này, và cạnh trên dưới cũng khá là đồng đều Tuy nhiên thì nó sẽ không được cân đối cho lắm và anh em nào mà cần sự cân đối như kiểu con S22 thì nó là cái cái điện thoại này sẽ không đảm bảo. Em thấy là cái cảm dưới nó vẫn khá là dày, cạnh trên thì còn khá là, còn còn ổn tí nhưng tuy nhiên thì nó vẫn là uh, khá là hài hòa, vẫn là khá là ok. Còn hơn là mấy ông LG thiết kế màn hình nó hơi bị củ chuối tí. Đó. <laughs> thì uh, cái con này nếu bác nào mà có ý định mà mua về để mà chơi game ấy, thì em nghĩ là không nên đâu tại vì cái chi 88 ấy 888 ấy nó cũng khá là nóng và cũng đã trải qua được một thời gian anh em dùng rồi và cái điều đấy là có các bác nhé cho nên là bác nào mà muốn chơi game chơi con này thì nên mua kèm một cái miếng một cái cái tản nhiệt đấy để gắn vào lưng này, này thì các bác chơi game nó sẽ tốt hơn tại vì cấu hình con này thì vẫn khá là khá là ngon 888 mà 12 g cho nên là nhà chạy vẫn ok không vấn đề gì cả các bác nhé và cái điểm mà đáng chú ý nhất ở trên con này ấy, đó là cái cái camera ấy. cái camera này nó có cái chữ Leica ở đây này và cái cái kích thước kích thước của camera này nó là lên đến một inch các bác nhé cho nên là nó nó khá là khủng đây và những cái thông số khác ở đây 1.9 cái từ đây đấy thì đây các bác có thể thấy này cái cái cụm cái ống kính camera của nó này nếu như bác nào mà mà, mà 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 dùng camera trên điện thoại quen này thì các bác hoàn toàn có thể thấy được là cái ống kính này nó to hơn hẳn so với những cái cái con điện thoại mà các bác hay dùng. Đấy và cũng em thấy cũng đa số chỉ có 2 mấy hãng của của Nhật là có thôi. Và gần đây là có Xiaomi 13 Ultra thì phải đúng rồi. Đấy thì đa số là em thấy là mấy con của Nhật người ta hay, hay hay có những cái cái camera khủng như thế. Đấy. Và nó có liên kết với Leica này. Đấy thì À, cũng qua mấy ngày em trải nghiệm ấy, thì là cái camera này nếu như mà các bác để để auto các bác chụp ấy thì là nó cũng cảm giác là nó cũng bình thường thôi nó không đến nỗi gì mà 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 mà, mà kiểu là ghê gớm lắm báo đạo lắm tại vì có thể là em đang dùng con S 23 thì em cảm thấy thế à, thì à, cái camera này em nghĩ là cũng không phải là dành cho đại đa số đông đâu tại vì không phải là ai cũng 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 biết chỉnh tay rồi hậu kỳ các thứ để mà mà để cho cái bức ảnh nó đẹp hơn các bác đa số cũng chỉ làm dơ lên chụp auto thôi em thấy thôi dơ lên chụp auto thì thực sự là nó cũng cũng ngon nhưng mà để mà nó gây ấn tượng mạnh mẽ thì em thấy là cũng chưa có đấy thì cái này cũng là một cái điểm để mà các bác vọc vạch bác nào thích vọc vạch sáng tạo thì à, cái cụm camera này nó sẽ đem lại cho các bác cái cái sự vọc vạch đấy và cái thiết kế màn hình của con trên này con con Acos R6 này thì nó là thiết kế màn hình cong các bác nhé nó khá là cong đây này bác hoàn toàn có thể thấy đấy nó khá là cong luôn cong như mấy cái đời Samsung trước ấy này nó nhìn thấy nó rất là cong luôn đấy. cong đến nỗi vút vào đây là đến thấy cái viền sắc cạnh luôn đấy đó thì thì thì, thì tại vì các bác biết ở đây cái cái con này cấu hình nó khá là ngon và giá thì nó em nghĩ là nó khá là rẻ rồi như cái con màu trắng này em đang bán là giá là 5 triệu rưỡi các bác nhé thì vì con này nó hơi sức một chút còn con cái cái con màu đen này thì là em bán là 5 triệu 8 tại vì con màu đen này thì gần như nó đẹp kem đấy nó 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 gần như không gần như rất là ít cái vết xước ấy đấy thì tí nữa em sẽ sâu cho các bác cái ngoại hình sau thì uh, những cái gì uh, nổi bật trên con này thì em đã nói rồi nhưng mà trên những cái dòng chống uh, sáp hoặc uh, r mấy r r ba r r sáu hoặc mấy con con chung là mấy con của của sáp ấy mà có camera một inch rồi uh, uh, liên quan đến uh, leica ấy, thì uh, không hiểu sao ấy họ dùng một cái công nghệ màn hình tuy nó vẫn là màn hình oled các bác nhé nhưng mà nó lại công nghệ gì nhỉ gọi là cái IGZO ấy đấy thì cũng không hiểu sao là cái 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 màn hình uh, oled nhưng mà nó lại vẫn bị phản quang các bạn thì cái phản quang này nó rất là bé thôi nó rất là bé chắc chắn là một điều là khi mà các bác nhìn qua cái ống kính camera này các bác sẽ không thể phát hiện là chắc chắn một điều là các bác không thể phát hiện là được luôn và các bác chỉ có phát hiện ra khi mà các bác dùng ở trong cái 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 phòng tối và để nền trắng ấy thì các bác sẽ thấy nó sẽ bị một vài cái cái điểm chấm phản quang bé thôi bé như đầu tăm thôi đấy nó rất là bé đương nhiên nó cũng chả ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng đâu nhưng mà tại vì cái cái dòng này này cái dòng này là là có hiện tượng đấy con nhé nó không phải là không phải là con này có hoặc là con này bị lỗi đâu không phải con này bị lỗi hoặc con này bị lỗi đâu mà là nguyên cái dòng này nó bị như vậy đấy cho nên là giá nó cũng 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 không được được đắt cho lắm tại vì nó có cái điểm yếu như vậy đấy cho nên các bác cũng phải nói luôn cho các bác vậy à, và chắc chắn một điều là nhiều nhiều những cái nơi khác nhiều khi người ta sẽ không nói đâu và khi các bác về các bác phát hiện ra ấy, thì họ họ mới mới nói cho các bác đấy cho nên là có cái sao thì em cũng có nói vậy tại vì À, em cũng có tham khảo những cái, các anh em bán những cái hàng như này thì anh em bảo là 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 đây là cái lỗi chung của của những cái dòng như này rồi đấy thì em cũng nói lại một lần nữa nhé con này em bán là 5 triệu rưỡi và con này 5 triệu 8 thì em sẽ sâu cái ngoại hình của 5 triệu rưỡi trước đây các bạn nhé thì con này nó nó hơi hơi xấu một chút tại vì nó bị cấn đây này đây, nó bị cấn ở chỗ này đấy một cái này chỗ này một tí tí này đấy, tí tí này à, sữa, cái cái cổng sạc thì nó cũng hơi xước tí à được cái có đây còn giữ lại cổng 3.5 các bác nhé đấy và đây cũng có một cái cấn nữa này đó đó còn lại thì đẹp nhé bên này cạnh này thì cạnh viền này thì đẹp các bác yên tâm cạnh trên thì cạnh trên đẹp không vấn đề gì đó cạnh uh, trái này cũng thế cũng không vấn đề gì và quan trọng lại là cái cụm camera đấy cụm camera hoàn toàn cũng không có vấn đề gì các bác nhé hoàn toàn không có vết xước gì cả và đây là nó cũng có một sức sức tí chỗ này nữa đấy mặt lưng thì đương nhiên là còn ngon không vấn đề gì cả nhé các nhé còn đây là cái màn hình thì cũng phải sâu luôn cho các bác là màn hình con này thì ok nó chỉ cũng, cũng có vết xước nhưng mà nó bé thôi đây này đây này em cũng phải nói luôn đây là có vết xước bé bé chỗ này không biết các bác có nhìn thấy không à, hơi hơi nó lo, hơi loá nhỉ đấy 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 và nó có một cái vết chấm xước ở đây nữa này đấy rồi thì đấy thì con này nó có điểm yếu như vậy, nó có cái cái vết xước như vậy như nào thì em cũng nói luôn ở à đây có vết nữa này. Hơi bị Đấy. hơi bị khó nhìn nhỉ. Đây. Cũng bé thôi. Nói chung là nếu bác nào mà kỹ tính quá thì 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 có thể bỏ qua con này vì con này nó cũng hơi xước. Thực sự là nó vẫn có thể chấp nhận được nhưng mà hai cái vết xước hai vết cấn đây thì nó cũng gọi là xấu, con này có tầm khoảng, khoảng 98% thôi. Nhưng mà được cái là cái cụm camera thì vẫn còn sắc nét không ok và vẫn 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 không không, vấn đề gì các bác nhé nó không có vết trước ở cái cái cụm camera này rất là nét, nét luôn đó đó ok thì cái con này em để đây em sẽ sâu cho các bác cái con năm uh, uh, 5 triệu 8 này thì cái con 5 triệu 8 này thì các bác yên tâm con này thì nó chỉ sức chút ít ở cái phần uh, phần cổng sạc này thôi Đây đấy sức chút ít ở cổng sạc này thôi còn lại thì gần như là không có vết xước các bác nhé Đấy, cạnh góc này không có vết sức nào luôn Đấy, cạnh phải này các yên tâm cạnh phải không vết sức nào luôn cạnh trên cũng thế cũng không, không có vết sức nào luôn các anh nhé Đấy, cạnh trái cũng thế không có vết sức nào luôn còn đây cũng camera cũng camera con này cũng thế rất là nét luôn không có vấn đề gì cả Đấy, không có vấn đề gì cả. nét bình thường không có xước. và cái màn hình của con này cũng thế là con màn hình con này thì rất là ngon các bác nhé màn hình con này gần như là không có vết xước gì luôn đấy à, quay ở cái chỗ này nó hơi bị bóng bóng cái, cái cái, anh anh điện anh cây trên kia cho nên là nhiều khi các bác nhìn không rõ Nhưng các bác yên tâm có sức nào thì em sẽ sẽ chỉ cái vết xước đấy thôi còn cái màn hình con này thì nét nha các bác nhé các bác yên tâm và được cái là cái con này đã đã có tiếng việt rồi các bác nhé cho các bác về các bác dùng thoải mái luôn không vấn đề gì cả Đây. dùng bình thường hết các bác nhé và con này một sim nữa các bác nhé khỏi các bác lại phải bảo là sao nó hai sim hoặc là có hai sim không đấy con này chỉ có một sim thôi và phải nói là em thật là các bác là màn hình rất là đẹp không vấn đề gì cả màn hình điện bây giờ thực sự là con nào cũng nét luôn không vấn đề gì luôn đó ra sử dụng ngoài trời rất là bình thường luôn đẹp chứ con này thì uh, với cái giá trị với cái mức giá như này thì em thấy là rẻ thật sự là rẻ với chưa đến 6 triệu mà các bác có chip 888 xong rồi 12 g đấy để chạy và Uh, cân hết mọi loại thể loại game nói chung là là cân được hết và pin ở quên ấy cũng chưa nói về vấn đề pin nhé bên pin, pin con này thì nó là pin 5000 các bác nhé pin 5000 thì đây là cái mức pin mà là khá là phổ biến bây giờ rồi như con S23 Ultra em dùng pin cũng chỉ có 5000 thôi được cái là S23 Ultra thì nó dùng cái cái chip 8 gen 2 mà lại tối ưu cho Galaxy ấy, cho nên là nó uh, nó sử dụng bức sử dụng pin nó cũng khá là ngon. Tuy nhiên ấy, không phải là ngon quá đâu các bạn. Em dùng được hai ba tháng nay thì bây giờ con S23 Ultra nó chỉ on on screen được khoảng tầm tầm 6 đến 7 tiếng thôi. Thường thường là 6 tiếng thôi chứ không được 7 tiếng đâu. Hồi xưa hồi mới đầu về thì đúng là dùng được khoảng gần 8 tiếng luôn các bạn. Nhưng mà giờ chỉ dùng được 6 tiếng thôi. Đấy, cũng có thể là do sử dụng một thời gian dài ấy, là những cái cái rác rưởi xong rồi uh, nó nó hoặc là mình cài nhiều phần mềm ấy, nó chạy ngầm cái thứ nào nó tốn pin hơn và cũng có thể là pin nó đã cũng kém đi rồi nhưng mà em thì nghĩ là chưa chắc nó đã kém như vậy đâu còn con này ấy, thì em dùng mấy ngày này ấy, thì là em thấy là pin của nó chắc chắn là không được con như con S23 Ultra đâu nhưng mà nó cũng khá là ổn em thấy nó vẫn dùng được khoảng tầm 6 giờ Đấy, tầm 6 giờ vì em cũng không dùng nó nhiều không dùng tốc độ nặng mấy ấy. cho nên là 6 7 giờ là con này vẫn ok các bác nhé cho nên là với mức pin này thì các bác yên tâm nó vẫn ngon không vấn đề gì đó thì uh, bác nào mà 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 mua con này thì uh, liên lạc em ở cái số điện thoại góc màn hình này nhé. đấy thì em chỉ có hai con này thôi. hai con này thì uh, bảo đảm các bác là full chức năng nhé, không vấn đề gì cả, sim sóng bình thường, wifi cái thứ bình thường nhé, không vấn đề gì cả. đấy. còn những cái lỗi lầm hay là những cái lỗi gì hoặc là những cái chú ý uh, sức sát thì em cũng đã, đã 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 quay cho các bác chi tiết rồi. Uh, các bác nào mà cần cái sự uh, chi tiết như vậy thì các bác mua, tại vì nhiều giờ anh em bán hàng em thấy là ngay cả em đi mua hàng thế thôi. À, cứ bảo hàng đẹp nét nhưng mà cuối cùng về thì nó vẫn cứ xước này xước kia xong là dẫn đến anh em lại nó lại lại hiểu lầm nhau lại cắn chửi nhau đau đầu lắm rồi ok chào các bác nhé